Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 4.8 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 4.9 trở đi. Các em muốn có đầy đủ đường link thì chúng ta đăng ký vào khóa học online toán và lý các em nha. Sẽ phải tập toán và sẽ phải tập lý. Và liên hệ giùm thầy qua số điện thoại là 0348610656 nhé, để thầy hướng dẫn trực tiếp, hoặc là các em đăng ký vào form biểu mẫu thầy nhận được thì thầy sẽ tự động gửi mail cho các em sau khi các em chuyển khoản em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 4.9. Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước, nhớ là vật rắn không thấm nước nha, và có thể chìm hoàn toàn, nếu là chìm hết cái vật rắn lấy vào ở trong cái bình chia độ hoặc là cái bình tràn đấy em, trong nước thì chỉ còn là gì đây? A, một bình chia độ bất kỳ. Bất kỳ thì có thể là các em nghe thầy giải thích từng câu này. Nếu mà một bình chia độ bất kỳ thì khi các em bỏ vật rắn vào thì chưa chắc cái vật rắn nó đã lọt vào hoàn toàn, mà nó chỉ có thể là gì, chìm một phần thôi em, nên chúng ta không thể đo được. Ở đây bất kỳ chứng tỏ là sai rồi này ha. Một bình tràn, một bình tràn thì ở đây chúng ta, người ta không nói gì thêm, nó nghĩa là nó phải lọt hẳn vào trong bình được em, các em hiểu không? Ok. Như vậy câu B này cũng không chính xác này. C, một bình chia độ có kích thước sao cho vật rắn có thể lọt vào bình. Các em thấy chưa nào? Đó, nó có thể lọt vào bình. Thì khi đó nó mới, cái vật rắn này có thể chìm hoàn toàn ở trong nước thì chúng ta mới đo được cái thể tích của nó. Thấy không? Một ca đồng. Nhưng mà thì ở đây cái câu mà chính xác nhất ha, thì đó chính là câu C này nghe. Các em hiểu nào? Nghĩa là để đo thể tích của vật rắn không thấm nước, và có thể nhớ là không thấm nước và chìm hoàn toàn trong nước, thì chỉ cần là gì, một bình chia độ có kích thước sao cho vật rắn có thể bỏ vào, lọt vào bình là được. Ok, hiểu chưa? Nhớ như thế này. Nhưng mà 4.9 là câu C. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 4.10 nha. Ta đi sang bài 4.10 em. Rồi, thầy sẽ đọc đề rồi hướng dẫn cho em nhé. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh. Ở đây là một miếng sắt là hình hộp chữ nhật em ạ. Có cạnh là A bằng 1 cm, B là 4 cm và C là 6 cm. Hình hộp chữ nhật em nhé, là nó dạng hình khối em. Em biết ngồi ghế hình hộp chữ nhật không? Nghĩa là ở đây chúng ta biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao em. Đây này, thầy vẽ minh họa cho em xem này. Cái này học môn toán hình là người ta sẽ biết ngoài vẽ nhé. Những cái mặt mà thấy được chúng ta sẽ vẽ bằng nét liền này. Đây này, nét liền này. Đó. Đây, bên trong này không thấy, nó vẽ bằng nét đứt này. Thấy chưa? Đó, nghĩa là ở đây là chiều dài, chiều rộng này, chiều dài, chiều cao. Ví dụ thế. À, thì để xác định được thể tích của miếng sắt người ta dùng cách sau đây. Ở đây này. Một là dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức ha. Cái công thức tính thể tích của hình hộp này nó bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân chiều cao. Ok, được chưa? Dùng bình chia độ có đường kính D với cái kích thước ở đây là gì, 1 cm gì và tới 4 cm, nghĩa là cái D này nó nằm trong khoảng là 1 tới 4. Dùng bình chia độ có đường kính D với D là ở đây là nhỏ hơn 4 cm và bình tràn có đường kính lớn hơn 6 cm, chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải dựa vào các kích thước ở đây để chúng ta xác định này. Đây, hiểu chưa? Tí thầy sẽ nói sau. Dùng bình chia độ có đường kính D với D lớn hơn 6 cm, hỏi các cách nào sau đây có thể xác định được thể tích của miếng sắt. Như vậy ở đây người ta cho ABC là cách nào thì đây thầy hướng dẫn em này. Đầu tiên chắc chắn là chúng ta phải chọn một trước này, nghĩa là chúng ta phải dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức, nghĩa là V ở đây. Các em có hiểu chưa? Đó. Sau đó theo em là tới 2, tới 3, tới 4 hay là tới cách nào nè? Ở đây người ta yêu cầu là dùng bình chia độ có đường kính với cái đường kính của nó là rơi vào trong khoảng là từ 1 cho tới 4. Nếu như trong khoảng này thì chúng ta không thể nào xác định được chính xác được. Các em hiểu nào? Mà ở đây chính xác đó chính là dùng bình chia độ có đường kính D với D là nhỏ hơn 4 này. Cái đường kính nha. Đường kính thì biết rồi, cái bình chia độ đường kính ngang này. Đường kính
và D này phải nhỏ hơn 4. Và bình tràng có đường kính lớn hơn hơn 6. Tại vì ở đây là chiều rộng, là chiều dài. Ở đây cho chiều cao đi. Thì khi đó cái miếng sắt kết hợp này chúng ta bỏ vào thì nó mới lọt được hoàn toàn cái miếng sắt này vào. Em có hiểu nào? Đó. Sau đó chúng ta dùng bình chia độ có đường kính D với D lớn hơn 6 cm, thì khi đó chúng ta sẽ xác định được cái thể tích của miếng sắt là chính xác nhất. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta 1 rồi tới 3 này, rồi tới 4. Ok. Như vậy thì đây là 1 3 4 em nhé. Đây, câu A nha. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái câu 4.11 em nhé. Ta đi sang câu 4.11 em. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một cái bình chia độ có cái giới hạn đo 300 cm khối và cái độ chia nhỏ nhất ở đây là 5 cm khối. Mực nước trong bình chia độ lên tới vạch ở đây là cái số là 215. Như vậy thể tích của quả cam bằng bao nhiêu? Thì cái thể tích của quả cam này cũng chính là bằng cái thể tích nước tràn ra. Thì nó chính là bằng 215 đơn vị, đây là cm khối. Như vậy thì đây, đáp án A. Câu này rất là dễ ha. Và ai cũng có thể hình dung và làm được thí nghiệm này nọ để chúng ta xác định được cái thể tích của nó. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu 4.12 các em nhé. Ta đi sang câu 4.12 các em. Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ dùng để đo thể tích của gì đây các em? Câu A là gì? Nước trong bình tràn khi chưa thả vật rắn vào. Câu B, nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật rắn vào. Câu C, nước tràn vào bình chứa. Câu D, nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật rắn vào và nước tràn vào bình chứa. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là theo em thì ở câu 4.2.12 nên là câu gì nè? Như vậy thì ở đây người ta nói là cái bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn, nhớ cái điều kiện ở đây là không thấm nước này. Nhớ không thấm nước. Chứ còn nếu là thấm nước thì nó khác nữa em. Thì chắc chắn cái thể tích đó nó lại giảm đi hoặc là tăng lên ha. Nghĩa là nó không thể chính xác được. Và đồng thời là nhớ là gì? Không bỏ lọt. Hồi nãy giờ chúng ta học gần như là những cái vật rắn đó là bỏ lọt, nghĩa là hoàn toàn là chìm hết vào trong cái bình chia độ. Được chưa nào? Nhưng ở đây là không bỏ lọt vào bình chia độ dùng để đo thể tích. Như vậy thì dùng để đo thể tích của nước gì? Của nước tràn vào bình chứa các em nhé. Tràn vào bình chứa. Như vậy thì ở đây câu đây câu C đây các em. Đó chính là nước tràn vào bình chứa. Ok. Nhớ chúng ta như vậy nha. Chúng ta đi sang câu 4.13 nha. Ok. Ta có bài 4.13 các em. Một bình chia độ có giới hạn đo là 100 cm khối và độ chia nhỏ nhất là 1 cm khối. Chứa nước lên tới vạch là 50. Được chưa? Chứng tỏ là ở đây thầy tóm tắt này, cái bình chia độ này là 100 cm khối và đồng thời chứa nước tới vạch 50, chứng tỏ là 50 cm khối đúng không? Là thể tích của nước này ở đây sẽ bằng 50 cm khối này, các em hiểu chưa nào? Khi thả vào bình một hoàng phóng viết bảng thì nước dâng lên tới vạch là 58. Thể tích viên phóng bằng bao nhiêu? Thì đọc đây thì ai cũng biết bằng 8 đúng không? Nhưng mà ở đây nè, khi chúng ta thả viên phóng vào nghĩa là cả nước, thể tích cả nước cộng viên phóng á, thì ở thể tích của phóng á, thì bằng ở đây bằng bao nhiêu? 58 cm khối đúng không? Ở đây người ta yêu cầu các em là tính cái thể tích của viên phóng này. Rất là dễ đúng không? Như vậy thì ở đây các em có rằng là gì? Thể tích của phóng thì sẽ bằng thể tích của cả V của tổng này thì trừ đi thể tích của nước. Như vậy thì đây bằng 58 trừ cho 50 thì sẽ bằng 8 cm khối. Được chưa? Bài này rất là dễ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn thầy là đáp án A. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái bài 4.14 em nhé.
Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 4.14 các em nhé. Như vậy thì xong cái bài này nữa là thầy sẽ dừng clip này, và clip tiếp theo là bài 4.15 thì thầy sẽ up trên kênh Không Công Khai nhé. Các em muốn có đầy đủ link thì chúng ta phải đăng ký khóa học online giùm thầy. Ok, coi như là ủng hộ công sức của thầy. Còn sách giáo khoa thì hoàn toàn miễn phí rồi các em nhé. Cứ vào kênh của thầy để mình xem. Ok. Cái đề bài như sau các em. Hãy mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước. Nhớ giùm thầy là cái vật rắn này là cái điều kiện chúng ta là không thấm nước nha. Bằng bình chia độ, bình tràn và bình chứa theo dàn ý sau. Ở đây là bằng này, bình chia độ này, bình tràn này và bình chứa theo dàn ý sau. Một là gì? Bình chia độ, bình chứa nha, theo dàn ý sau là một, cách bố trí dụng cụ thí nghiệm. Hai là các bước làm thí nghiệm. Ở đây nó có hai yêu cầu em. Yêu cầu thứ nhất là cách bố trí, thứ hai là các bước làm thí nghiệm như nào thì tí thầy sẽ nói sau. Ở đây chúng ta chú ý này, vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ, nghĩa là nó không có lọt vào, nó chỉ lọt vào một phần nào đó, được chưa? Không yêu cầu vị hình. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có một này là cách bố trí thí nghiệm làm như nào đó để chúng ta có thể đo được cái thể tích của một vật rắn không thấm nước nha, và cái vật rắn đấy là không bỏ lọt vào bình chia độ, nhớ giùm thầy nha. Ok, như vậy thì theo em ta cần phải bố trí thí nghiệm như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta phải làm gì nè, nha, suy nghĩ thế nào, chúng ta sẽ đặt cái gì nè, chúng ta sẽ đặt giùm thầy cái bình tràn vào đâu em? Vào cái bình chứa, được chưa? Sau đó chúng ta cho cái gì vào nào? Vật rắn ở đây chúng ta đang bố trí, chúng ta chưa làm thí nghiệm nha. Cái vật rắn mà không thấm nước cũng như không lọt vào bình chia độ đấy, vật rắn và cái bình chia độ này đó là để ở đâu? Để bên ngoài, tại vì ở đây không có vị hình nên ta hơi khó hiểu một chút nha. Để bên ngoài bình tràn, và bình chứa. Ok, bây giờ mình là tiến hành bố trí các bước làm thí nghiệm này em. Nãy giờ đang bố trí thôi. Bây giờ các bước làm thí nghiệm như sau này. Các bước làm thí nghiệm. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải chắc chắn phải đổ gì vào bình tràn nào? Nhớ là đổ đầy nước vào bình tràn, được chưa? Sau khi mà đổ đầy nước vào bình tràn xong, chúng ta thả cái gì vào nào? Chúng ta thả, lấy cái vật rắn á, không? Chúng ta thả vật rắn vào bình tràn thì chắc chắn khi đó nước nó sẽ như nào? Nó sẽ tràn vào bình chứa. Em có hiểu không? Nói do phải vị hình như này, có còn thầy vị hình không nào? Thì đây này, thầy sợ cái em không hiểu. Bây giờ đổ đầy nước đây đúng không? Đây là cái bình tràn này, thả cái vật rắn này vào thì khi đó nước nó sẽ ra bên, thoát ra bên ngoài, không? Ok, em hiểu không? Nhưng mà thì ở đây chúng ta có là gì? Chúng ta thả cái vật rắn vào bình tràn, nước nó sẽ như nào em? Nước sẽ tràn vào bình chứa, được chưa nào? Ok, sau đó chúng ta sẽ lấy vật rắn và bình tràn ra khỏi đâu? Ra khỏi bình chứa. Ok, bây giờ đổ nước từ bình chứa vào đâu rồi nè? Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ. Ok, đổ nước
trong bình chứa, bình chứa vào bình đâu? Vào bình chia độ để gì? Để đo cái thể tích. Nước đó. Thì cái thể tích nước đó đó chính là cái thể tích của vật vật rắn. Ta suy ra là cái thể tích nước đó cái chữ thầy ghi nhiều là nó xấu em. Nước đó bằng thể tích vật rắn, được chưa? Đây nghe, nó khá là đơn giản ha. Rồi ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái bài 4.15 cho tới bài 4.18 em nha, và up trên kênh Không Công Khai, các em thông cảm nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại em trong các clip tiếp theo nha. Nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy. Nhớ clip quảng cáo ủng hộ thầy em nha. Bye bye. Ok.